Những kỷ niệm về Trung đoàn 7, Sư đoàn 5 Bộ binh. Tác giả Đinh Hồng Lân. Phần cuối. Tờ mờ sáng, sương mù chưa tan hẳn. Chúng tôi nhìn ra hướng mìn nổ. Sáu xác trâu nằm rải rác chung quanh vòng đai phòng thủ, lẫn lộn trong những nhánh cao su gãy bên cạnh. Cho một toán bò ra lục soát, chúng tôi không thấy gì khác hơn xác những con trâu đã chết vì vướng mìn. Chúng tôi phải gài lại những trái mìn khác thay thế. Từ đó, chúng từ bỏ ý định tấn công tiêu diệt chúng tôi vì tổn thất quá nhiều. Tất nhiên, vị trí đóng quân của đại đội tôi gây trở ngại cho chúng không ít trong việc chuyển vận vũ khí đạn dược cho những đơn vị của chúng đang chuẩn bị cho đợt tấn công vào trong thị xã. Chúng vẫn tiếp tục công việc này bằng cách di chuyển, chạy từ gốc cao su này dọt sang gốc cây cao su khác. Thoạt tiên, lính cũng nhắm bắn nhưng không hiệu quả. Mình thấy địch mới bóp cò đạn, chưa tới nơi nó đã dọt sang chỗ khác. Có bắn chần đầu thì cũng chỉ hú họa và chưa chắc đã có kết quả. Ở vào tình trạng bị bao vây cô lập như tụi tôi lúc này, không được tiếp tế, tiết kiệm đạn dược là điều cần phải làm. Vậy là mạnh địch địch chạy, mạnh ta ta ngó. Tụi Việt Cộng quả thực tính toán mánh lới. Chúng không tấn công tụi tôi nữa vì nghĩ rằng chỉ cần bao vây cô lập, tụi tôi cũng không còn đường sống. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tụi tôi đã không còn nước uống. Lợi dụng một tối trời mưa, chúng tôi giăng phong xô trên mặt đất trũng, lấy nước đổ đầy bình dự trữ, cũng chẳng được bao nhiêu. Một ít đổ vào những bao gạo sấy vò cho nhuyễn đỡ bao tử, số còn lại để uống tiết kiệm. Chúng tôi đã báo cáo tình trạng này về tiểu đoàn xin chỉ thị, nhưng lệnh ban ra vẫn là cố thủ vị trí. Chúng tôi không còn may mắn nữa. Chả có trận mưa nào tái diễn dù là mưa bụi. Tới ngày thứ bảy, chúng tôi không còn một giọt nước. Việt Cộng không đánh, chúng tôi cũng chắc chắn sẽ tiêu. Chúng tôi phải qua tần số hẹn, một tần số liên lạc truyền tin quy định riêng trong nội bộ tiểu đoàn, cấp trên không biết. Xin tiểu đoàn trưởng cho rút. Tiểu đoàn trưởng và phó của chúng tôi lúc này là hai ông cùng khóa 20 võ bì Đà Lạt. Đại đội trưởng đại đội tôi, Trung úy Đạt khóa 23. Hai ông bàn nhau sau đó, đồng ý cho chú đàn em rút dù để bảo toàn lực lượng và dặn dò phải phá bỏ triệt để hầm hố, phòng khi cấp trên bắt tái chiếm. Mặc dù bỏ ý định tấn công chúng tôi, nhưng lũ địch không ngơi quan sát. Khi chúng tôi bắt đầu phá bỏ hầm hố, địch hiểu ngay ý định. Chúng tập trung lực lượng thật nhanh và khai triển tấn công liền. Cũng may, chúng tôi đã trù liệu để lại một trung đội chần hậu với tất cả mìn dàn sẵn. M72 kéo nòng chờ đợi, rút từng toán nhỏ một, từng đoạn đường một yểm trợ lẫn nhau trong khi lui. Toán địch đầu tiên vừa xung phong là lãnh nguyên nhiều loạt M72. Cộng thêm những trái mìn Claymore còn lại cũng được kích hỏa từ những con cóc mìn trong tay những người lính của trung đội chần hậu. Chúng khựng lại một lúc, ép sát mặt đất để né tránh cái hỏa lực mãnh liệt phát ra từ những sinh vật vì sự sinh tồn đã bằng mọi nỗ lực hành động tìm cho mình con đường sống. Lợi dụng sự khựng lại của bọn địch, trung đội cuối cùng đã vùng dậy, lao theo lớp đồng đội đi trước. Thấy chúng tôi đã thoát khỏi tầm tấn công, địch đuổi theo bằng mấy viên đạn cối rồi thôi. Tới quốc lộ 13, cách vị trí chúng tôi vừa rời bỏ độ nửa cây số. Kiểm điểm lại quân số, chúng tôi còn nguyên nhưng không vẹn. Ba chiến sĩ bị thương dù không có gì trầm trọng lắm. Cả đại đội kéo vào thị xã. Vừa qua khỏi cổng Nam thì mấy trái đạn pháo lao tới. 105, 130, 122 ly, đủ loại. Trái nổ gần, trái nổ xa, tiếng hú xèo xèo, tiếng nổ ù tai,
biết đường nào mà né. Cả đại đội chỉ biết nhào vào hai bên đường nằm xuống, úp mặt có, ngửa mặt có, trời kêu ai nấy dạ, hầm hố đâu mà trú ẩn. Thì ra, tình hình trong tỉnh lỵ còn nặng nề hơn. Địch pháo kích cả ngày lẫn đêm, bất kể giờ giấc, từ hai hướng, Tây và Tây Bắc. Những khẩu pháo, theo sự đo đạc ước lượng của chúng tôi, cách thị xã khoảng chừng 30 cây số. Chúng tôi có muốn phản pháo cũng vô hiệu quả, vì tầm pháo 105 ly của ta không thể đi xa tới thế. Vả lại, còn lại trong tỉnh lỵ chỉ có hai khẩu 105 ly với vài chục trái đạn, nên phải tiết kiệm dành cho trường hợp tối cần thiết. Pháo 175 ly chúng ta có, nhưng đặt mãi tận căn cứ Lai Khê. Có thể nói, dưới cái hỏa lực pháo tàn bạo của địch, rót xuống một phần đất mà diện tích bao gồm chưa tới một cây số vuông. Ngày này qua đêm nọ, ròng rã suốt mấy tháng trời. Binh lính trấn đóng tại đây, hầu hết đều bị thương vì đạn pháo. Thậm chí có người bị thương 2-3 lần vì không có phương tiện di tản. Yểm trợ cho An Lộc lúc đó chỉ trông chờ vào những phi vụ máy bay oanh tạc của ta và Mỹ từ chiến hạm Mỹ bay vào. Đạn dược, thức ăn, thuốc men có được nhờ vào thả dù tiếp tế. Để tránh pháo và cao xạ, máy bay thả dù phải bay thật cao và thả những kiện hàng xuống. Nhiều kiện hàng đã bay lọt ra ngoài phạm vi thị xã. Mấy tháng trời vây hãm với quân số trồi hẳn, hơn 3 công trường chính quy, 3, 5 và 7, với xe tăng, pháo hàng nặng, hỏa tiễn, mở bao đợt tấn công, chúng vẫn không chiếm được một tỉnh lỵ nhỏ bé mà lực lượng phòng thủ chưa tới một sư đoàn. Chúng quên mất một yếu tố quan trọng, bao vây quân ta tứ phía, không chừa một ngõ thoát thân. Con vật nào cũng vậy, khi bị dồn vào chân tường đều phải phản ứng từ về tới cùng, tìm cho mình một con đường sống. Chúng tôi đã tồn tại như một bản năng. Hơn thế nữa, với sức chịu đựng bền bỉ, với một ý chí kiên cường, chứng kiến tận mắt sự thô bạo của bọn chúng khi sát hại đồng bào vô tội trên quốc lộ 13 khi họ tìm cách trốn chạy về hướng Nam. Quân ta đã làm nên một kỳ tích cho chiến sử Việt Nam qua chiến thắng An Lộc. Sau khi vào thị xã, đại đội tôi được điều động bố trí tuyến phòng thủ hướng Nam, sát cạnh đồn cảnh sát dã chiến tỉnh. Mỗi ngày, chúng tôi, ngoài cảnh hứng chịu những đợt pháo kích liên tục từ xa mà nguy hiểm nhất với những trái xuyên phá, không nổ trên mặt đất mà chui sâu dưới mặt đất 2-3 thước, xoáy thành những lỗ sâu hõm nhằm phá hủy những hầm hố phòng thủ. Chúng tôi còn phải đối phó những đợt bắn khoáy rối của đám Việt Cộng bên ngoài với đủ loại đạn, bắn sẻ bằng M79 lấy được của phe ta, cối 61, 82, Đài Bác không giật 57, 75, AK, Đại Liên, B40, B41. Lựu đạn phóng vào bằng dàn thun, trong đó có cả những lựu đạn cây, khiến chúng tôi lúc nào cũng phải kè kè bên mình cái mặt nạ phòng hơi độc. Một buổi sáng sớm, Trung úy Đạt, đại đội trưởng, lợi dụng êm pháo cầm xẻng ra ngoài đi vệ sinh. Từ phía rừng cao su hướng Nam, một trái M79 phóng vào. Đạt ôm quần chạy xuống hầm. Một bên mông đang ứa máu với những miệng nhỏ ghim lỗ chỗ. Hắn gọi máy về tiểu đoàn báo cáo. Ngày hôm sau, Đạt ra cổng Nam, leo lên trực thăng di tản về Lai Khê. Hắn có lệnh về học khóa cao đẳng công binh cách đây nửa tháng, nhưng tiểu đoàn không cho đi vì tình hình chiến sự. Trực thăng tản thương lúc này cũng đã có trên một đoạn của quốc lộ 13 phía nam thị xã, nhờ một lữ đoàn dù được trực thăng vận lên tiếp viện, đã trấn giữ 1/2 bên quốc lộ cách tỉnh lỵ khoảng hơn cây số. Mang tiếng là có trực thăng tản thương, nhưng mỗi lần thấy bóng dáng trực thăng bay tới là Việt Cộng pháo phủ đầu. Nhiều khi máy bay vừa đáp xuống chưa kịp bóc thương binh đã phải vọt bay lên. Những người bị thương nhẹ dễ có cơ hội được bóc hơn.
nhất là những anh có thể tự leo lên trực thăng một mình, không cần người khiêng hay dìu đỡ. Đạt thuộc một trong số những người đi tản thương kiểu đó, dù chưa được sự ưng thuận của tiểu đoàn. Tiểu đoàn trưởng, sau khi biết sự việc, chửi thề đòi báo cáo đưa hắn ra tòa án quân sự. Tiểu đoàn phó can ngăn, bảo dầu gì hắn cũng là đàn em. Làm vậy sẽ hại cho cuộc đời binh nghiệp của hắn. Thế là sự việc xếp lại và tôi được chỉ định xử lý thường vụ. Đêm 13 tháng 5 năm 1972, Việt Cộng mở một trận pháo kích khủng khiếp nhất trong lịch sử chiến tranh. Từ 6 giờ tối đến rạng sáng hôm sau, địch rắc vào thị xã hơn 10.000 trái đạn để chuẩn bị cho đợt tấn công của bộ binh phối hợp với chiến xa ngay sau khi pháo vừa dứt điểm. Tiếng pháo cứ liên tục bung binh không ngớt suốt đêm và vừa ngưng vào rạng sáng hôm sau thì tiếng xích xe tăng rít kèn kẹt vượt qua những lớp kẽm gai ngoài hàng rào phòng thủ đã vang lên. Những chiếc tăng mà lần đầu tiên quân ta trực tiếp đối đầu T-54, PT-76 đã ập vào tận tuyến phòng thủ. Có những chiếc chạy qua cán dẹp lép những căn hầm tránh pháo kích của ta. Tất cả binh sĩ đã được lệnh lên khỏi hầm nghênh đón bộ binh địch. Không một bóng dáng tên Việt Cộng nào cả. Họ xoay sang tìm cách tiêu diệt xe tăng. Lần đầu tiên chạm trán, loại súng duy nhất để chống chiến xa ta có chỉ là M-72 chống người và phá hủy hầm hố. Lính dương nòng nhắm trực xạ vào những chiếc tăng đang tung hoành ngang dọc. Có vài trái trúng mũi xe, pháo tháp bay vụt đi mất. Rút kinh nghiệm rất nhanh, họ nhắm vào dãy bánh xích xe bên hông. Những tiếng nổ ùn ùn vang lên khắp nơi, hình như không hiệu quả. Một chiếc rõ ràng đã trúng đạn, vẫn hùng hổ lao tới, ủi sập một góc nhà trước căn hầm của bộ chỉ huy đại đội kẹt ở đó, nhưng máy lại càng rú mạnh hơn. Một số binh sĩ thấy coi bộ M-72 không công hiệu, đã chạy theo xe, bám vào thành xe, leo lên tìm chỗ trống thảy lựu đạn vào. Quả tình, phương pháp này hữu hiệu hơn nhiều. Sau tiếng ụp ùm vang lên trong thùng xe, chiếc tăng bất động. Khí thế nổi lên, lính ta ùn ùn rủ nhau đi rượt xe tăng. Cũng nhờ địch, lần đầu áp dụng chiến thuật bộ binh tùng thiết, hoặc giả chúng trục trặc trong việc phối hợp sau đó. Lính ta tha hồ rảnh tay diệt tăng mà không sợ bộ binh yểm trợ. Chiếc T-54 sau một hồi kẹt ở góc nhà, pháo tháp được đẩy lên, từ trong chui lên một tên bộ đội, hai tay đưa thẳng lên trời, miệng không ngớt kêu xin hàng đừng bắn. Lôi hắn xuống, hắn cho biết còn một tên nữa trong xe. Bọn tôi bảo hắn leo lên pháo tháp gọi tên kia ra. Đó là hai tù binh mà chúng tôi bắt được tại tuyến phòng thủ qua đợt tấn công duy nhất Việt Cộng có thể tổ chức dù đã chuẩn bị nhiều tháng trời. Thì ra, mặc dù trái M-72 không làm suy chuyển chiếc tăng, nhưng với sức nổ, hai tên trong xe đã bị dồi ép đến bất tỉnh. Cách thiết kế của xe tăng địch trái ngược với ta. Ga xe khi nhấn mạnh là giảm tốc độ, còn buông ra là xe chạy mạnh hơn. Hèn chi, khi tên lái xe ngất đi, cần ga không người điều khiển lại càng hú lên dữ dội, khiến chúng tôi tưởng lầm và đã hơi hoảng lúc đầu. Chúng tôi may mắn giữ phòng tuyến, nhưng tiểu đoàn 3 trung đoàn 7 thì không. Tuyến hướng Tây tương đối bằng phẳng, tạo dễ dàng cho địch trong việc tiến công. Tiểu đoàn 3 trung đoàn 7 bị chọc thủng phòng tuyến, tan hàng. Đại đội của niên trưởng Việt và Nguyện cùng chung số phận. Hai sĩ quan chiến tranh chính trị đã anh dũng hy sinh đúng như lời thề nguyện ngày nào trên vũ đình trường đem máu xương bảo vệ Sơn Hà. Chiều hôm đó, tôi nhận lệnh dẫn đại đội đi tái chiếm lại một phần tuyến đã thất thủ của tiểu đoàn 3 trung đoàn 7. Gần 6 giờ chiều chúng tôi mới tới được một dãy nhà cách tuyến phòng thủ cũ của tiểu đoàn 3 trung đoàn 7 khoảng hơn 100 thước. Trời sắp sập tối, phía trước, qua ống nhòm, tôi thấy thấp thoáng đằng sau dãy nhà đổ nát,
bóng hai chiếc tăng T-54 với họng pháo dài nhô ra bên ngoài bức tường gạch nám màu khói lửa xám xịt. Tôi xin lệnh dừng quân bố trí để mở cuộc tấn chiếm lại vào sáng ngày mai. Buổi tối trước khi ngủ, tôi khấn thầm, mong hương hồn nguyện, linh thiêng phù trợ để tôi có thể tìm tới nơi chỗ xác bạn, lo cho bạn được một chỗ an nghỉ tươm tất trong lòng đất. Tôi đã không làm được điều đó. Mới 5 giờ sáng, một trái đại bác 100 ly trực xạ phát đi từ nòng chiếc tăng T-54 trúng ngay bức tường nơi tôi đặt bộ chỉ huy đại đội. Anh hạ sĩ gác ngồi trên nóc hầm bị một miếng chém ngang đứt hẳn phần đầu. Những miếng còn lại tạt xuống dưới khiến một số bị thương. Tôi bị một miếng xuyên qua gót chân trổ ra bên cạnh mắt cá. Qua làn cát bụi mịt mù, tôi nghe tiếng rên la của chú đệ tử kế bên vì chân trái đã bị một cái miếng đạn chém đứt, nhưng còn sợi dây gân dính lại với phần đùi bên trên. Phải chừng nửa phút tôi mới cảm thấy ê ê dưới gót chân. Ra bàn tay xuống, gót chân phải của tôi một phần thịt bầy nhầy. Hai tên mang máy truyền tin may mắn nhất vì căng võng sát trần hầm, nên khi miệng chém đứt dây võng, hai đứa té xuống, vội vã bỏ hầm chạy đâu mất. Sau khi an ủi chú đệ tử bị thương, dặn nằm đó chờ, tôi nhét khẩu côn vào bụng, đội nón sắt, với chiếc mặt nạ phòng hơi độc đeo vào tai, chân phải xỏ giày cột lại đàng hoàng. Chiếc còn lại không thể mang được. Thấy tiếc, tôi xỏ tay trái vào và bò sang cái hầm y tá gần đó. Vừa chui đầu vào một trái pháo nổ tiếp theo, một làn hơi nóng với sức ép xô tôi lọt vào bên trong, đồng thời bức tường sập xuống, bít chặt miệng hầm lại. Chúng tôi hoàn toàn bị nhốt kín trong căn hầm, không có cách gì liên lạc với bên ngoài. Hai tiếng sau, tiểu đoàn cho đơn vị lên tiếp tú moi hầm lôi ra. Đại đội tôi được một sĩ quan khác chỉ huy vì tôi hoàn toàn bất khiển dụng từ đây. Tôi được tiểu đoàn cho một cậu lính theo chăm sóc suốt thời gian còn lại. Hắn cõng tôi vào tòa hành chánh tỉnh. Nơi đây tôi được bác sĩ Hùng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5 quân y, khâu sống cái gót chân nát bấy của tôi. Nghĩa là khâu bằng kim chỉ mà không có thuốc tê. Cũng chả đau đớn gì mấy, vì cái nhức trong xương lúc này mới phát ra còn ghê gớm hơn cái đau của mũi kim xuyên qua da thịt gấp trăm lần. Tôi chịu như thế hơn một tháng trời. Nhiều lần, gã đệ tử cõng đi tản thương đều thất bại. Có lần đang đi, pháo tới, hắn quẳng tôi xuống để tìm chỗ núp vì đạn bay quá gần, tiếng xè xè cho biết như vậy. Một hai lần tới được bãi đáp thì không tranh kịp với những người bị thương nhẹ hơn. Đợi đến khi Bộ Tư lệnh Sư đoàn lập ra một toán phụ trách tản thương, tôi mới được đưa lên trực thăng chuyển về Lai Khê. Lúc đó vết thương đã lành miệng. Cảm ơn chú lính chăm sóc cho tôi. Mỗi lần máy bay thả dù tiếp tế, chú chịu khó lục lọi, tìm những ống trụ sinh về chích. Nhờ đó vết thương không làm độc. Nhiều người đã phải cưa chân 2-3 lần vì vết thương bị nhiễm trùng. Ngồi trên trực thăng, tôi đưa bàn tay sờ xuống sàn. Hơi thép mát lạnh, tôi có được cảm giác mình còn sống sót. Những người ở lại vẫn đang tiếp tục những gian khổ tôi từng trải qua. Những người đã nằm lại vĩnh viễn, trong đó có bạn tôi, Tôn Thất Nguyên. Có niên trưởng Lê Bách Việt và bao chiến sĩ vô danh khác nữa. Sau nửa năm nằm bệnh viện, tôi trở lại đơn vị. Thành La Ba lúc này về làm trưởng ban năm. Tiểu đoàn trưởng là ông Phó lên thay. Thành mới đổi về, không được lòng mọi người vì cái miệng bô lô bô loa của hắn. Tiểu đoàn trưởng bảo sẽ đưa tôi làm trưởng ban năm thay cho Thành sẽ ra ngoài đại đội tác chiến. Tôi từ chối, nại rằng Thành đủ khả năng để giữ chức vụ này. Tôi không muốn mang tiếng tranh giành vị thế của bạn. Một tuần sau, một đại đội trưởng có lệnh thuyên chuyển về cảnh sát. Tiểu đoàn trưởng đề nghị tôi giữ chức vụ này và khuyên tôi làm đơn xin xuất ngành. Tôi chính thức trở thành đại đội trưởng cho đến ngày tan hàng. Một thời gian sau đó,
Tôi tình cờ gặp Thẩm trong khi về hậu cứ trung đoàn lấy sự vụ lệnh đi học khóa bộ binh trung cấp. Tiểu đoàn Thẩm đang hoạt động tại Phú Giáo. Đang rảnh rỗi, tôi kéo Thẩm ra quán nhậu, mừng rỡ vì bạn bè quá lâu mới gặp. Thẩm hỏi thăm cách thức nộp đơn xin xuất ngành. Tôi khuyến khích sau khi nói sơ cho Thẩm biết những đơn từ cần làm gửi thẳng về Bộ Tổng Tham mưu thay vì Tổng cục Chiến tranh Chính trị để tránh bị phạt. Ít lâu sau đó, Thẩm chính thức nắm đại đội. Sau khi mạng khóa học trở về, tôi còn nhớ rõ, nhận lại đại đội, lúc đó tiểu đoàn tôi đóng tại Lai Khê. Tiểu đoàn trưởng đã đổi, thiếu tá Dũng, khóa 16 võ bị từ trinh sát dù về. Tôi được lệnh dẫn đại đội tăng phái cho trung đoàn 8, giữ an ninh cho bộ chỉ huy nhẹ trung đoàn đang ở tại khu Lò Than, ngay ngã tư Bến Cát. Ngã tư này cách quốc lộ 13 500 thước về hướng đông. Chạy về Tây Bắc là ngõ đi lên mật khu Long Nguyên. Phía Tây Nam rẽ vào An Điền, Rạch Bắp là nơi chiến sự đang sôi động lúc này. Giữa đường An Điền, Rạch Bắp, một chiến đoàn của sư đoàn gồm một số các tiểu đoàn của trung đoàn 8 và 9 phối hợp với thiết đoàn 5 đang quần thảo với một lực lượng khá lớn của địch nhằm cắt đứt quốc lộ 13. Bộ chỉ huy nhẹ chúng tôi đang giữ an ninh là trung tâm điều khiển các cuộc hành quân ở đó. Với nhiệm vụ nhẹ nhàng này, sau khi bố trí, tôi cho đệ tử ra Bến Cát khiêng về hai két 33 để đại các trung đội trưởng. Đang ngồi nhậu, tôi thấy Thẩm dẫn đại đội đi trên đường hướng về phía Long Nguyên. Tôi đứng dậy, giơ cao tay, ngoắc ngoắc miệng kêu tên. Thẩm cũng nghe thấy và đưa tay đang cầm tấm bản đồ vẫy lại. Chỉ có thế vì đang bận với hai cái ống liên hợp trên tay, điều động đơn vị và tiếp tục di chuyển. Tôi ngồi xuống tiếp tục tiệc rượu. Chừng 15 phút sau, tôi nghe có tiếng nổ lớn như tiếng mìn về hướng Thẩm đang di chuyển và tiếp theo là nhiều loạt đạn nổ vang. Chắc chắn Thẩm đang chạm địch. Cái máy truyền tin đặt cạnh tôi vang lên những báo cáo không hay. Vì biệt phái nên tôi xài chung một tần số với tất cả các đơn vị phối hợp. Bộ chỉ huy đại đội của Thẩm đã lọt vào điểm phục kích của địch. Ngay lúc trái mìn và những viên B-40-41 đầu tiên, bộ chỉ huy của Thẩm đã là trọng tâm của cuộc phục kích. Trung đoàn đã trực tiếp điều động các trung đội còn lại của Thẩm phản công vì hai máy truyền tin của đại đội Thẩm không còn lên tiếng. Chỉ sau đó ít phút, tôi mới biết rõ Thẩm đã hy sinh. Một người bạn nữa lại ra đi không lời trăn trối. Vĩnh biệt Thẩm. Đúng 9 giờ tối, tôi được lệnh dẫn đại đội đi gấp vào Rạch Bắp để trám tuyến cho một tiểu đoàn bạn đang rối loạn vì có một số lính bỏ chạy ra ngoài. Trước đó địch đã mở một đợt tấn công tràn ngập tuyến phòng thủ của tiểu đoàn 2 trung đoàn 8. Tôi kéo đại đội đi ngay, bỏ lại những mìn 7 còn đang gài ngoài tuyến. Trời đang lất phất mưa khiến con đường đất đỏ dẫn vào trận địa trở nên trơn trượt. Buổi chiều tôi uống hơi nhiều, không biết vì vui khi trở lại đơn vị với những thuộc hạ cũ của mình hay buồn vì một người bạn thân vừa nằm xuống. Tôi suýt té mấy lần. Dọc đường tôi gặp một số lính nhốn nháo chạy ra ngược chiều cùng với mấy chiếc chiến xa M-48. Cũng may, tôi dẫn đại đội tới nơi an toàn. Cả tối đó không có động tình gì cả. Sáng hôm sau, trung đoàn cho một toán kiểm soát chặn bắt tất cả những lính đã tháo chạy trong đêm khuya vì khi nghe tiếng xe M-48 của ta di chuyển, tưởng lầm chiến xa Việt Cộng. Chúng tôi được lệnh kéo về. Tới bộ chỉ huy trung đoàn, tôi nhận thêm một tin buồn. Niên trưởng Quách Kế Nhân, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 2 trung đoàn 8, vừa hy sinh tối qua trong cuộc đột kích của Việt Cộng. Cuối cùng, trong số khóa 2 về trung đoàn 7, chỉ còn Thành, Hoàng và tôi. Chương đi đâu tôi không hề nghe tin tức, chỉ biết hắn bị đì dữ lắm, vẫn còn mang lon thiếu úy. Những kỷ niệm này tôi giữ trong lòng từ lâu,
vì chẳng có dịp kể cho ai nghe. Gần đây, qua email, một số các bạn có lên tiếng về cái chết của Nguyện và Thẩm. Tôi thấy mình phải có nhiệm vụ nói rõ về chuyện hy sinh của hai người bạn quá cố mà chính tôi là người gần gũi nhất. Cầu chúc cho tất cả bạn bè chúng ta, những người đã nằm xuống vì bất cứ lý do gì, yên hưởng thanh bình vĩnh viễn nơi cõi hằng cửu xa xôi nào đó.